sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 10 tháng 5 năm Canh Tý, tại chùa Tĩnh Hội, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Phước tổ chức phiên họp bàn giao trách nhiệm cụ thể cho các tiểu ban trong ngày lễ đặt đá xây dựng chùa Tĩnh Hội sắp tới. Về chứng minh và chỉ đạo có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Thượng tọa Thích Tĩnh Cường, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Trí, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Chiếu Pháp, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ni trưởng Thích nữ Nhật Hương, Phó Ban kiêm Trưởng phân Ban Ni giới Giáo hội Phật giáo tỉnh, cùng chư tôn đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Văn Dân, Phó phòng An ninh xã hội Công an tỉnh, ông Vi Đức Kiên, đội trưởng đội an ninh thành phố Đồng Xoài cùng các ban ngành liên quan đồng tham dự. Tại cuộc họp, Đại đức Thích Chiếu Pháp đã sơ lược về những tiểu ban và nội dung công việc của các tiểu ban đã được sắp xếp, nhiều ý kiến đóng góp tích cực xây dựng cho chương trình lễ đặt đá sắp tới. Các tiểu ban đều thống nhất cách tổ chức, tiếp thu những ý kiến đóng góp, thực hiện sửa đổi để hoàn thiện hơn phần công việc của tiểu ban do Ban trị sự Phật giáo tỉnh giao phó. Đúc kết cuộc họp, Hòa thượng Thích Thiện Pháp tán thán và bày tỏ mong muốn chư tôn đức tiếp tục cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chúc cho lễ đặt đá diễn ra thành công tốt đẹp. Sau khi phiên họp được thống nhất hoàn mãn, Hòa thượng Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước cùng chư tôn đức Thường trực Ban trị sự đã tiến hành khảo sát khuôn viên nơi tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Tĩnh Hội, văn phòng Ban trị sự tỉnh Bình Phước với diện tích hơn 10.000 m2.